Thưa quý vị, sáng nay tại Đà Nẵng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chủ trì hội nghị. Về phía thành phố Đà Nẵng, có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Theo đánh giá, năm 2021, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất quan tâm đến tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, trong đó đã chỉ đạo hướng dẫn xây dựng chương trình công tác, hoàn thiện thể chế, ban hành các nghị quyết đảm bảo thiết thực, sát với thực tiễn. Nhiều địa phương, Hội đồng Nhân dân đã phối hợp triển khai hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù như các tỉnh, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh cũng đã chủ động có nhiều đổi mới sáng tạo trong tổ chức và phương thức hoạt động. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều mặt. Phối hợp tốt với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố đã thảo luận, chia sẻ về những khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cũng như chia sẻ các giải pháp, đề xuất những mô hình, cách làm hay trong nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Cùng với đó, đề xuất kiến nghị đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát của các ban Hội đồng Nhân dân.